trưởng nhà trường lên thắp sáng ngọn lửa truyền thống ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời cô. Hãy cháy lên ngọn lửa của tuổi trẻ với niềm tin son sắc và khát vọng thấm thiền. Hãy thắp sáng lên ngọn lửa 50 năm tự hào tiếng gốc cách lửa truyền thống vẻ vang.
trong tim.